Rồi bây giờ mình đủ chưa? Mày đợi đi gặp mất chồng. Oh no. Đủ cái gì con này? Tao nói là mày đủ chưa? Đủ. Nè, bây giờ mỗi người con gái là mình phải có công dung ngon hạnh, hiểu không? Phải đủ những cái đó. Tao nói đủ là đủ công dung ngon hạnh, hiểu chưa? Ôi, nhớ như sao? Mày chạy tao đời. Tao hỏi mày bây giờ muốn ra mắt lại chồng mà cái gì cũng không biết hết trơn á. Trời á. Rồi bây giờ nè, hôm ngày hôm nay ta sẽ chỉ cho mày một món gọi là thịt kho tiêu. Chị đúng không? Gọi thông tin chi tiết xin liên hệ.